vô đâu, mày cứ nuôi đàn lợn cũng vô đấy. Dạ. Vậy giờ đi nói là làm nhà khác, đây làm nhà khác. Không, chứ giờ cứ lợn mới làm đồng hộ một viên à. Hả? Nói là có đồng. Nên vẽ cái này không có đồng. Không đầu kêu. Thôi, tôi sẽ tập em cái nha. Chụp em cái với ai nha. Chụp bông, 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 trời, cháu hôm qua tôi bạn áo rồi nữa, rồi hôm qua tôi đang lên thôi nha. Cái này là kiểu nó cầm cái hũ nữa, còn nó đi nữa cho nó phơ luôn. Rồi giờ tôi trong lại cái áo đó, tôi ngủ về ra ăn cơm. Phải chắc con này không có đem đồ ngủ. Có đi ship đồ đó làm quên mất rồi nói. Có mày đi đó. Được không? Hai cái cho hai con hạ hai cuội biết muộn hai cái kêu lại. Đây không về cuội gì lên chưa? Thằng này bát hai. Đó, hôm nay là ngày đám cưới của mình nha các bạn. Đây là hội anh trai. Đầu tiên là Dũng nè. Đó. Em giới thiệu em. Nam đẹp trai. Đó, đây là Việt. Hay là Thành. Đâu, Thiệp, anh nói nè. À, em sắp quay giùm anh đi. Quay gì đi trước rồi hả? Đầu câu tự đi đâu cho bạn người. Đầu câu tự rượu ra. Đầu câu đi trước em. Bấm câu đâu. Ủa này châu câu hả? À dạ. Bánh sao cùng.
Rồi, chú ghế là đây, đây nhà em. Mình lên đây giúp con luôn với hả? Chú ghế này thứ mấy em? Chú này đi sau cùng giúp em với. Đẹp trai. Được rồi. Cây dưới. À, chú ghế mà có bác này sau cùng mít đấy nào. Chú ghế này đi sau cùng. Hay nha các bạn, chú để mà cái bắt mình đi sâu nha các bạn. Đẹp mà cái bắt đi sâu không ạ? Dám đi từ từ là người có ăn vô hết nha. Quên khô thì trách cái vô khác là kêu chú rửa nữa đó chứ. Ừ, nói với anh thì mình có nói nhất đúng không? Anh chạy qua đây xíu, mắc cái bờ mương này hơi khó. Hô lẹ nha. Dạ dạ dạ. Nhìn 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 bên này, nhìn bên này cho chụp hình, chụp hình này. Rồi 1 2 3 mình đi giúp con nha. Mình cứ đi đi ạ. Rồi đi chậm chậm cho bên nha. Đây là giây phút họ đàn trai đang vô nhà gái nha các bạn. Wow, cái đồ phi này, nhìn ghê chưa? Quay mặt với em nào, quay lấy với em nào. Quay lấy với em nào. Anh ơi, cho dành lễ xin ở đây xem với. Dành lễ nữa. Dành lễ cả đó. Dạ, em cho dành lễ ngang luôn. Cho dành lễ ngang luôn. Khỏe này chú đưa khỏe ơi sao ơi bây phim cho mình nhé. Tôi tìm rồi thì thôi rồi. Không có xíu đưa má, đưa má. Rồi đây ạ, đây là mình cho xíu tập dạ. Mình sớm mấy, mình sớm không? 19 nhớ, 19 mấy. 19 mấy. Dương, là ngày 2 tháng 6 âm. Đúng rồi, rồi anh đứng lại xem nào rồi, rồi mọi người đánh cái mặt lại xem nhá. 1, 2, 3 nào đúng rồi ạ. Chú ơi, chú quay về con luôn. Quá đẹp luôn. Đúng rồi ạ. Chú đâu phụ có hình không? Dạ rồi, con mời cả nhà mình nhìn con tổng thống nào. Phụ hoàng chú phụ có hình không, chính thôi. Rồi giờ mình nhìn từng hình cho anh nhá. Đúng rồi, mình qua bên anh xíu. Rồi em ơi, mình đứng, Xéo, nhanh không nhỏ xuống đi. Nhanh, nhanh, xéo đi. Phải cầm cái quay em không? Bây giờ đúng mà. Cầm cái quá. Rồi. Rồi, nhìn em nào. 1, 2, 3 nào. Đúng rồi, cho xíu tâm nha. 1. Đúng rồi. À, là đánh được của bố tắt nha. Rồi, bình thường, đứng bình thường nào. Đi bóng ra. Dạ rồi, mình vào trước cho bên. Đây là ba mẹ mình nha, đúng không nhau chứ? Đẹp trai đẹp gái không? Già rồi đẹp lão luôn, đẹp trai đẹp gái. Đẹp ạ, mình bao cho em nào. Tí mà lão gì? Quay cái trái tim về đây, quay cái trái tim về đây. Đúng rồi, đúng rồi, đây á. 1, 2, 3 nào, đúng rồi. Ngồi, 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 ngồi. Ghế là cũng xuất ngồi. Rồi, đây ạ. Dạ, dạ, cô bói rồi. Rồi, mắt quả nào. Rồi, quay, đúng rồi, quay con rồng với em. 1, 2, 3 nào. Anh ơi, mình lấy mặt ra một xíu nhá. Cameraman nha các bạn. Ok ạ, rồi. Anh ạ. Cả nhà cho con một xíu nhá, hơi nặng xíu à. Rồi. Hình đẹp mà được Hiệp ơn. Đứng mà chị được. Chụp ơi, chụp đẹp mà được chứ không cần không? Chấm ơi. Dạ. Không đánh rồi. Ô, quan trọng là cái trình lễ và mình trình đúng giờ. Rồi anh tiến thản thả xuống cho em nhá. Ok, em giấu liền chứ. Chú rể với cô dâu ra luôn. Anh cẩn thận nhé, anh cẩn thận nhé. Ô, nó đâu yên nào, nó yên nào. Chỗ ảnh xuống là tấm mít này. Không rồi, đi ra chụp hình với anh chị xem. À, không bị dạo lái cho mấy đứa vô rồi phụ cho phụ không chưa xuống, xuống kia à. Xuống kia nhưng mà có chụp mình đây hả? Có chụp với man kìa. Đây là chụp man này anh chị này. Ai nói cho chụp đi. Ai mà giờ này hai hai có
rồi mình chắc chắn rồi, nhà bị hư mất rồi, cầm tà ra về sau. Em ơi bên này thì cầm lên tài cho bạn nhá, cầm tà dài á, ra về sau á. Rồi đó, bây giờ cầm lên cầm nhá, cầm rồi. Em quay hay quay quá đi. Rớt xuống này khoan. Tao xem quay lên trên. Que ra đây. Xin quý hả? À. Nắng lên rồi trong bồn cho khoái. Gì đã nghĩ xí. Mày nói, mày nói. Để mình họ họ đứng này chụp hết hình cổng quá với bé nhiều ấy. Thấy họ mình đứng chụp hết mô hình lại rồi chứ. Bé họ đang ngồi bên nào bé? Em muốn ba mẹ đứng lên, đứng lên chụp hết luôn. Dạ lần đầu tiên anh Khoa xin gửi đến công viên hai họ toàn thể quý vị văn khách có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và lời chúc vui ngày vui của em Tín là đứa em út và em trai ruột của mình. Con xin rất vui là bài hát được mang tên là Ngày Xuân Vui Cưới. Toàn Khoa một tràng vỗ tay đều quý vị ơi.
một cô em gái của chúng ta, đó là giọng ca của em bé Phi lên sân khấu. Vỗ tay quý vị ơi, em Phi lên sân khấu nào. Và xin mời dành cho em thôi, cùng chung